Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết thu phí thu giá từ điển trang ngược cướp có tổ chức. Bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao việc chỉ qua một đêm, các trạm bot bị người dân phản đối dữ dội lâu nay, làm cho nhà cầm quyền lúng túng đối phó, loay hoay tìm mọi cách để dẹp bỏ sự phản ứng tập thể của người dân với những trạm thu phí đặt nhầm chỗ, nhằm cướp tiền của dân được thay bằng từ trạm thu giá. Người dân đã phản ứng bot bằng nhiều cách khác nhau, từ việc dùng tiền lẻ để trả phí gây ách tắc giao thông, cho đến việc yêu cầu di chuyển các trạm bot về đúng vị trí và minh bạch việc đầu tư xây dựng, cũng như chi phí mà họ phải trả. Cơ quan nhà nước có nhiệm vụ chăm lo cho việc lưu thông, đi lại của người dân là Bộ Giao thông Vận tải đã làm được những chức năng của họ mà lại đi lấp liếm. Đã làm ngược lại những chức năng của họ mà lại đi lấp liếm, bao biện, dọa dẫm người dân nhằm bảo vệ kẻ đã cướp không tiền của và ngăn chặn sự đi lại của người dân. Nhiều biện pháp được đưa ra để đối phó từ thấp đến cao, như dùng côn đồ trấn áp, dùng công an giả dạng côn đồ, công an có sắc phục kết hợp với trạm thu phí bot hù dọa người dân, cho đến việc dựng biển cấm dừng quá 5 phút, dùng công an cảnh sát các loại, triệu tập hăm dọa. Nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa bởi sự kiên trì, thông minh và đoàn kết của người dân. Bởi điều duy nhất nhà nước thiếu là lẽ phải, và sự lì lợm bất chấp của nhà nước đối với nhu cầu tối thiểu của người dân là hãy trả bốt về đúng vị trí của nó, không được tự dưng chặn đường cướp tiền dân và ngăn cản người dân đi lại. Người dân không trả tiền cho những cái họ không hưởng, không mua, không bán. Thế rồi chỉ trong một đêm, trạm thu phí bot bỗng nhiên hóa thân thành một từ lạ hoắc là trạm thu giá bot. Người dân cũng như mạng xã hội lập tức nóng lên với chiêu trò mới của những kẻ núp đằng sau những trò này. Sự xôn xao bàn tán đó không phải là không có lý. Thực chất đây chỉ là trò xảo ngôn đánh lận con đen vốn có và được hành xử xưa nay khi nhà cầm quyền cộng sản bí lối trước những sự thật, lẽ phải không thể chối cãi mà họ thất lý. Có lẽ cũng cần nhắc lại đôi điều về việc bot. Chúng tôi đã nói rõ về bot và vì sao nhà nước này, chế độ này lại ra sức bảo vệ nhà thầu bot như vậy. Trong bài viết chế độ bot bảo vệ nhà thầu bot, chúng tôi cũng đã phân tích về các nhà đầu tư bot là ai. Các nhà đầu tư bot chính là các sân sau của đám quan chức cộng sản, và để thỏa mãn cơn khát giàu có một cách bất chính thì người ta đã nghĩ ra đủ những chiêu trò cướp. Đó là nhà đầu tư bot Pháp Vân Cầu Rẽ, Đỗ Thị Huyền Tâm. Theo dư luận thì bồ của con trai và giờ là vợ của Nông Đức Mạnh, được Đinh La Thăng ưu ái nịnh lãnh đạo cho cái bốt này nhằm cứu vãn sự sụp đổ của tập đoàn Minh Tâm trước nguy cơ tù tội. Thế rồi sau khi nhận được dự án, bán sang tay cho đám người khác và hàng ngàn tỷ đồng chạy vào túi như chuyện lấy kẹo ra ăn. Đó là nhà đầu tư bốt cai lậy được dư luận vạch rõ là con trai của Ngô Văn Dụ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, và hàng loạt bốt dự án khác cũng tương tự. Các đại gia ở Việt Nam hầu hết là sân sau và được sự bảo kê chia chác của các quan chức cộng sản. Chính vì vậy, việc các chính trị gia, các lãnh đạo bao che, lấp liếm và che chắn nhằm chia phần cho nhau trong các dự án bòn rút tiền dân và tài nguyên của đất nước làm giàu bất chính là điều dễ hiểu. Cướp có bảo kê. Chỉ có thể vậy thì cả hệ thống công quyền mới bỏ công bỏ sức, tiền của, lực lượng công an và cả hệ thống đi bảo vệ chứ đâu có đơn giản. Vì bản thân những bốt này là cướp có bảo kê, điều này bắt nguồn sâu xa từ bản chất chế độ. Ngay từ đầu khi chính quyền cộng sản lên cầm quyền tại Việt Nam, cũng bằng việc cướp chính quyền ở miền Bắc, rồi việc dùng bom đạn, bạo lực để thống nhất thì thực chất cũng là việc cướp chính quyền ở miền Nam. Thế rồi, cái chiêu cướp được diễn đi diễn lại trong suốt quá trình tồn tại của thể chế chính trị này mấy chục năm qua. Tất nhiên, nó được che đậy dưới nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau. Đó là cách mạng tháng 8, đó là cải cách ruộng đất, đó là giải phóng miền Nam, đó là cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đó là đánh tư bản mại bản. Rồi những cuộc cướp chính quyền bằng cách tinh vi và thậm chí trắng trợn hơn là những cuộc bầu cử đảng cử dân bầu. Và cho đến nay thì là thu hồi đất đai, bút, độc quyền các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của đời sống người dân, như năng lượng, xăng dầu, điện nước và mặc sức tăng giá, dân chỉ có kêu trời. Nhưng trời cũng không thấu. Bởi thực chất chế độ này cũng là một chế độ bốt được quốc tế cộng sản đưa vào Việt Nam, cướp đoạt những điều cơ bản của người dân Việt Nam. Vì thế sẽ không khó hiểu vì sao quan chức, chính quyền, cơ quan của dân
do dân và vì dân ở Việt Nam lại luôn rắp tâm hùa vào, che đậy, bảo vệ và lấp liếm cho các nhà đầu tư cướp của dân hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đem tai họa đến cho đất nước như Formosa. Bởi bản chất của toán cướp vẫn là sự cạnh tranh trong mỗi cá nhân, trong phe nhóm, nhưng vẫn là sự đoàn kết nhất trí khi thực hiện các vụ cướp bóc bên ngoài của dân lành. Cũng chính vì thế, việc người dân yêu cầu minh bạch các khoản thu chi, hao phí, lãi lỗ trong các dự án BOT là chuyện không tưởng. Bởi vì chỉ kiểm tra sơ sơ, người ta đã thấy cả hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng của dân đã bị biển thủ bằng các sai phạm ở 7 dự án BOT được kiểm tra gần đây. Trí trá và xảo ngôn, đánh cháo khái niệm. Xưa nay, món tuyên truyền của Cộng sản vốn là một thứ mà thế giới phải kinh sợ. Họ học tập xuất sắc từ Hitler. Chủ tịch Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa dạy rằng lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Ngoài việc nói dối triền miên có hệ thống, bền bỉ và bất chấp thái độ thiên hạ, người Cộng sản Việt Nam còn vận dụng vào tình hình thực tiễn Việt Nam bằng việc sáng tác ngôn ngữ mới để che đậy bản chất sự việc. Chúng tôi đã có bài viết trước đây là đại dự án từ điển công an, một yêu cầu khẩn cấp để nêu rõ trước tình hình khi nhà nước ngày càng thất lý, hệ thống công quyền mục ruỗng hết chỗ che đậy thì cần một từ điển tra ngược dành cho ngành công an. Ví dụ như cảnh sát giao thông bắt tay lái xe lấy tiền rồi cho đi là hành động hữu nghị thân mật giữa cộng sản và lái xe. Cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ, nghĩa là cảnh sát nhận dăm ba chục ngoài đường không thể gọi là tham nhũng. Tác giả là Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên. Công an dùng côn đồ bắt người đưa về đồn công an, tức là mời về làm việc. Tác giả là nhiều đồn công an. Công an dùng tay tát vào mặt công dân chảy máu, nghĩa là gạt tay trúng má. Tác giả là Đại tá Nguyễn Duy Ngọc. Công an dùng chân đá đạp vào người dân, nghĩa là giơ chân hơi cao. Tác giả là Đại tá Nguyễn Duy Ngọc. Công an đánh nghi can trong khi hỏi cung là biện pháp nghiệp vụ. Tác giả là Công an Việt Nam. Công an đập chết dân, nghĩa là chưa rõ nguyên nhân hoặc không có chức năng trả lời. Tác giả là Công an Việt Nam. Trẻ em bị công an bắt vào đồn rồi bị đánh đến chết, nghĩa là do rửa bát bất cẩn. Tác giả là Công an Hà Nội. Công an không can thiệp đánh luật sư là do ô tô chạy quá nhanh, là bụi bẩn. Tác giả là Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung. Công an định nghĩa về tự do. Tự do là cái con cặc. Trung tá Vũ Văn Hiến, Công an Sài Gòn. Công an đến đánh dân, cướp đất của dân, hỗ trợ cưỡng chế. Tác giả ngành công an. Công an bắn phá nhà dân nhằm cưỡng chế. Đó là cái bong ke. Tác giả là Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Công an phá nhà dân sai pháp luật bị chỉ mặt. Đó chỉ là cái chòi canh vịt. Tác giả là Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Công an và quân đội vơ cớ đến bắn phá nhà dân cướp đất. Đó chỉ là một trận đánh đẹp. Tác giả Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Con gái giơ tay tát cảnh sát giao thông do bức xúc thì là chống người thi hành công vụ. Thế rồi giờ đây, cả hệ thống có cụm từ mới là trạm thu giá BOT để thay thế cho trạm thu phí BOT bị phản đối dữ dội bấy lâu nay. Dân tình náo loạn không hiểu cái từ thu giá có ý nghĩa gì vì nó là từ vô nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam. Chắc chắn sẽ có ngày có những trạm tương tự như trạm thu tự do, trạm thu độc lập, trạm thu hạnh phúc. Người ta cũng không ngạc nhiên với cách dùng từ ngữ tương tự của nhà cầm quyền Việt Nam trong các hoạt động đối nội và đối ngoại xưa nay. Ngoài những từ ngữ được dùng để thay thế từ cướp đã nói ở trên đây của thể chế chính trị này, xin liệt kê vài ví dụ. Cướp của dân vào tay đảng là đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện sở hữu và quản lý theo luật đất đai. Cướp đất đai và tài sản của dân chia chác để bán là thu hồi đất. Kẻ thù của dân tộc, kẻ đang xâm lược lấn chiếm lãnh thổ của Tổ quốc thì lại là láng giềng hữu nghị, là bạn vàng 4 tốt và 16 chữ vàng. Tàu của kẻ thù đâm chết ngư dân thì gọi là tàu lạ. Nhà nước tổ chức côn đồ tấn công nhà thờ, người lương thiện, gọi là quần chúng tự phát. Người yêu nước chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng bành trướng thì gọi là phản động. Thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra thì gọi là sự cố môi trường. Thế nên, giờ đây không chỉ ngành công an cần từ điển tra ngược, mà cả hệ thống chính phủ, đảng và nhà nước cũng cần những cuốn từ điển như vậy. Bởi có như vậy, người ta mới có định nghĩa mới cho từ trạm thu giá, một từ hoàn toàn vô nghĩa trong tiếng Việt, nay được dùng để che đậy từ cướp đường của nhóm lợi ích đảng. Bởi có như vậy thì hệ thống tuyên truyền mới có cái để mà tuyên truyền đúng đường lối của đảng, của nhà nước. Chỉ có điều, nó đi ngược lại với quyền của người lao động, của nhân dân và tổ quốc, dân tộc. Và đi kèm với những cuốn từ điển như vậy, nhà nước cần kèm theo cho hệ thống quan chức và đám tuyên giáo một hệ thống mặt nạ thật dày, thật bền. Bởi tất cả ý nghĩa của cuốn từ điển tra ngược này
chỉ có một chữ có ý nghĩa đúng đắn và thực chất, đó là cướp.